chờ em hoài, đời em mãi sao chuyện chúng mình giờ được mắt tay đời chia đi góc người ra đi. Thời gian ơi đưa bờ trắng rơi tiếng tình đơn phương. Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Loa Kéo Sài Gòn Dư Khương Audio. Thưa quý vị, bây giờ là 3 giờ sáng thì trung tâm Loa Kéo Sài Gòn có chuyến đi dâu loa về Đắk Nông. Anh khách này đã chốt đơn và anh muốn là sự góp mặt của Dư Khương để về trước là bàn giao cho anh một sản phẩm. Sau đó gia đình của anh Hữu này thì anh cũng rất là thần tượng Dư Khương. Anh nói là gia đình của anh thì lúc nào cũng nghe nhạc của Khương, cho nên là muốn Dư Khương về Đắk Nông để gặp gỡ bà con, sau đó là bàn giao tại tư gia nhà mình một sản phẩm loa karaoke. Ok, thì bây giờ xin mời quý vị nha. Trước mặt tất cả quý vị chúng ta, đây là một cái đoạn đường rất là quen thuộc, chợ đầu mối Hóc Môn nha quý vị. Chợ đầu mối Hóc Môn, đường ra quốc lộ 22 nha. Đó, đường ra đường quốc lộ 22, đường Nguyễn Thị Sóc nha. Nếu quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh á, thì chúng ta sẽ đưa Nguyễn Thị Sóc nha. Và đi hồi lâu thì em đã có mặt tại địa phận của tỉnh Bình Phước và bắt đầu sẽ đi đến Đắk Nông. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến đường quốc lộ, đây là quốc lộ 14 nha, đường nhánh của quốc lộ 14. Thì chúng ta sẽ đi đường tắt và Google nó chỉ em đi cho em đi lạc. Dạ. Đó, bây giờ đây chúng mình ra đường quốc lộ lớn nè. Đây là đường quốc lộ 14 ha. Thì nhà vị khách này thì ở đường quốc lộ 14. Ảnh không? Trời, đông vui quá trời ha. Ok. Chào anh. Dạ. Hello anh, chào anh. Chị chị nha. Ok. Đi hồi lúc Em đi 3 giờ. 3 giờ. 3 giờ. Để đây cũng được anh, để đây cũng được. Cái kia vô để khi đồ xuống thôi. Rồi ok, Dư Khương đã có mặt tại ở đây huyện Đắk Min phải không anh? Huyện Đắk Min. Để Dư Khương bàn giao. Trời ơi, anh biết không, Google chỉ em lộn đường. Nó chỉ em đi vòng vòng đâu, tức tiết ở trong cái đường sâu, đường hết ra đây, quốc lộ 4 nó không chỉ. Bà. Đây Google thì này định vị là cái tiệm thuốc tây với là điện cơ học chuyên. Dạ, nhưng mà Google chỉ em đi đường vòng. Quốc lộ 14 nó đi một đường tới rồi. Đi đường đó được. Nhưng mà nhỏ. Nó nhanh hơn đi đường đó, nhanh hơn gần hơn được 70 cây á. Dạ hả? Đường đó gần hơn 70 cây. Nhưng mà đường nó xấu. Xấu. Vâng. Đi đường đó nhà gần hơn 70 cây luôn hả? Đi đường đường trong á, đi đường trong á, đường tên gì đó. Dạ, đi đường đoạn 8 đó. Dạ. Gần hơn mấy chục cây luôn á anh. Gần hơn mấy chục cây. Về đây mới nắp giáp chứ. Dạ, sẵn hết rồi. Đã sẵn rồi. Đó, bây giờ mình đến thôi. Cái này đi giao ở đâu rồi đấy? Dạ, này mấy cái này đem tiếp đi về ghé Bình Dương giao cho khách nữa. Dạ. Để cho mấy khách sĩ họ lấy á. Thì sẵn bỏ lên xe đi luôn. Ok, Dư Khương đã có mặt tại Đắk Min nha quý vị. Xin mời nhau. Anh tên gì ta? Hữu. Anh Hữu phải không? Ok, giao cho anh Hữu. Rồi. Ở đây chắc cô không nắng mấy không anh? Rồi, ok. Nắng lắm á nha. Tây Ninh. Dạ, em ở Tây Ninh. Rồi, chờ một mình anh này cho mình anh mình bên luôn hả? Rồi, ok. Rồi, vô nhà nó. Vô luôn. Ok rồi, thả xuống. Rồi, quá đẹp trai luôn ha. Rồi dỡ lên khu tùng luôn anh, khu luôn đúng rồi. Dỡ lên. Ơi, thanh niên, toàn là thanh niên trai trống đẹp trai không mà. Wow, quá đẹp. Bóc tem luôn đi anh. Bốc tem luôn.
Ok rồi, bây giờ để cho cái loa nó quay ra ngoài đi anh, rồi mình chỉnh cho dễ anh. Rồi lấy rồi ok. Rồi, mình sẽ gắn laptop vào ha. Để mình căn chỉnh nha quý vị. Rồi, tôi mua đồ mới về tao phải nhậu chứ. Nhậu là còn đâu nhậu rồi. Vui không quý vị? Mua loa một cái, cái hàng xóm quay quay quẩn bên nhau nè, nói nó tình cảm yêu thương không? Tình làng nghỉ sớm không? Tình làng nghỉ sớm quá ha. Dạ. Yeah. Yeah, đúng là tình làng nghỉ sớm anh em là như thế chứ. Có đồ mới là phải hát hò này, chơi bời được chứ đúng không? Đúng rồi. Dạ được chứ anh. Để làm việc cái này xong hả? Cái tivi xong. Ok. Đi qua bên kia là sao? Ok xong, đi qua cái xong rồi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đi rất là xa nha quý vị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thì thầy ta đi xa phải xa xa xa. Xa lắm nha, đi đi tới ngoài ta ghi sân ngoài luôn nha. Cái mic em đi rất là xa nha. Đó. Quý vị thấy không? Đi rất là xa. Đó, từ đây này cái dàn loa đây. Mà chúng ta đi rất là xa bên đó ha. Ok. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nọ bên đời em mãi sao chuyện chúng mình giờ được mắt thấy đời kia đi góc người ra đi ai yêu em như trời biển rộng nay chỉ yêu xa vào trời thời gian ơi đưa vầng trăng rơi tiếng tình đơn côi đêm dài vầng trăng trên đời vầng trăng ơi thương ơi vầng trăng xưa sao không đã thương mình đã thương từ đây biết rồi.
đi đâu cũng vậy nha. Đó, được ăn uống nè, được quý vị thương. Hôm nay được ăn gà nè, uống bia nè, không? Đã chưa hát karaoke nè. Đó, vui không cả nhà? Đó. Đó, ăn quá trời đồ ăn luôn. Nụ chơi lớn quá. Đây, loa của mình đây. Đó, hát rồi xong rồi. Dạ thưa tất cả quý vị, sớm giờ thì tất cả quý vị chúng ta cùng xem Khương đến nhà của anh Hữu ở huyện Đắc Minh, tỉnh Đắk Nông để Duy Khương bàn giao. Nhà anh Hữu thì mặt tiền rất là lớn, mà Google đã chỉ Duy Khương đi á, một đoạn đường đi vòng vòng, cuối cùng là mặt tiền quốc lộ, mặt tiền quốc lộ ha. Rồi ok, bây giờ Khương sẽ mời tất cả quý vị chúng ta vào bên trong để chúng ta cùng xem là hôm nay nhà anh Hữu mình đã sở hữu một dạng sản phẩm như thế nào nha. Ok, Duy Khương chào quý vị, chào anh Hữu nha. Ok, trước hết thì trước khi thì chúng ta gặp anh Hữu để Hữu chia sẻ thì Duy Khương sẽ chia sẻ tất cả quý vị cấu hình này như thế nào ha. Ok, bên ngoài của chúng ta là một ván ép nhập khẩu của Malaysia nha, chống thấm nước nha. Chúng ta vô tình chút tạt ly nước lên đây thì không sao nha. Ok, ván ép nhập khẩu của Malaysia nha. Rồi, chúng ta có bát là 40-190 con 75 RCF và chúng ta trép 750. Và đặc biệt hơn nữa là men của chúng ta, men rất là bán, Duy Khương bán rất là nhiều rồi ha. Men này 32 sò một kênh là 800W một kênh. Hai, chúng ta sẽ đánh cho hai kênh nha quý vị nha. Và tăng phô là 100% là xuyến đồng nha. Một văn số CBL, văn số này em bán chạy rồi ha. Một bộ micro NDG 4 sóng đi rất là xa ha. Rồi chúng ta sẽ có một cặp mic à đó ha. Đó rồi ok. Hôm nay thì Duy Khương sẽ mời anh Hữu. Anh ơi bắt tay một cái. Rồi, trước mắt là em chào anh ha. Hôm nay thì ôm cái coi cho nó tình cảm coi. Rồi hôm nay thì anh nhận cái sản phẩm từ Duy Khương Loa Kéo Sài Gòn. Thì hôm nay là về đúng nhà của mình rồi, tại tư gia của nhà mình rồi. Anh cảm nhận như thế nào? Anh chia sẻ cho mọi người nghe để mọi người cảm nhận. Ok rồi, không gọi gì hết. Là hay. Yeah. Tốt. Tuyệt vời phải không? Tuyệt vời đó. Anh nhìn trong hình với ngoài thấy làm sao? Thôi thì giống nhau thôi, nó cũng như nhau. Tại vì mình cũng theo dõi Duy Khương là cỡ 2 năm nay rồi. 2 năm rồi hả? 2 năm rồi, wow. Mà cùng lên YouTube nghe Duy Khương hát cũng nhiều. Wow. Rồi hôm nay gặp Duy Khương ở ngoài thấy làm sao? Cũng vậy thôi. Nói chung là thấy em lên là ok, một phát một là đặt ra nói xong là đặt liền chứ không có chần chừ đúng không? Đúng rồi. Ok, đó là tuyệt vời. Trước mắt thì em chân thành cảm ơn anh đã tin tưởng trung tâm của Loa Kéo Sài Gòn Duy Khương Audio, ủng hộ Duy Khương. Cảm ơn anh rất là nhiều. Em mến chúc cho gia đình anh, tất cả những người thân yêu của anh luôn luôn có được nhiều sức khỏe, cuộc sống gặp nhiều may mắn và thành đạt nha. Rồi anh em dòng họ bà con nào có ủng hộ Loa thì cứ giới thiệu cho em nha. Rồi, cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Và mong rằng sớm giờ thì Duy Khương đã bàn giao xong. Thì mong rằng tình cảm yêu thương của quý vị ủng hộ cho Khương. Nếu bà con của bác nào mà chúng ta có nhà ý mua loa thì hãy liên hệ qua số điện thoại nha. 0917929879 nha. Số điện thoại đang hiển thị trên màn hình nha. Có nhân viên sẽ hỗ trợ và tư vấn cho tất cả quý vị nha. Và Duy Khương mong rằng Duy Khương hẹn tất cả quý vị tại tư gia của nhà mình. Và Duy Khương mong rằng tình cảm của yêu thương của tất cả quý vị sẽ cùng đồng hành với trung tâm Loa Kéo Sài Gòn. Và Duy Khương làm tất cả mọi thứ tối ưu nhất, sản phẩm đặc biệt là tốt nhất để gửi đến cho tất cả quý vị nha. Và mong rằng tình cảm yêu thương quý vị dành cho Khương nhiều hơn nữa quý vị nha, và dành cho trung tâm Loa Kéo Sài Gòn nữa nha. Cảm ơn quý vị và chúc quý vị chúng ta cái ngày mới tốt đẹp và an lành. Và quý vị ơi, nhớ nè, nhấn cái trung tâm Loa Kéo Sài Gòn xin một nút đăng ký kênh nha, để ủng hộ cho trung tâm Loa Kéo Sài Gòn nhé. Và Duy Khương hẹn tất cả quý vị tại tư gia của nhà mình. Và chúc quý vị của chúng ta có một ngày mới tốt đẹp an lành và gặp nhiều may mắn và hẹn sản phẩm sau. Xin cảm ơn rất nhiều.